Có rất nhiều bà con hỏi ông Khánh là cơi hai làm tiếp như thế nào. Thì hôm nay thì ông Khánh qua cái video này để chia sẻ sơ cho quý bà con ha. Có rất là nhiều bà con trong cái thời gian vừa rồi mình kéo cơi một á, mình kéo không có đạt là thứ nhất. Điều thứ hai là bị khi mình kéo xong bắt đầu là bị rầy đánh. Và rầy đánh và bên cạnh đó thì nó bị hỏng các cái bộ lá của cái cơi một vừa rồi đi. Thì như cái cây, như cái vườn này thì mình kéo cái bộ lá trong cái thời gian vừa rồi thì bộ lá này là tương đối là ok, tương đối là dày rồi và tương đối là ổn để mình có thể là làm bông. Nhưng mà em Khánh sẽ cho kéo tiếp thêm một cơi nữa. Nhưng mà chắc chắn là cơi thứ hai nó đi nó sẽ không mạnh bằng cái cơi cơi thứ nhất các bác nhá. Đối với nhà bác nào mà đang có những cái vườn sầu mà lá nó đang đẹp như thế này rồi thì các bác có thể là kéo cho em Khánh một cơi nữa, nhưng mà chắc chắn cái cơi hai này nó sẽ đi không mạnh bằng cái cơi một, nhưng mà không vấn đề gì. Còn đối với những bác nào mà trong cái thời gian vừa rồi mà cái cơi một mà kéo nó bị yếu quá, không ra được, bị nhiễm các cái dòng mình chưa cái giải độc á, cái lá nó cứ khảm nó con quăn lại này các bác, thì nó bị nhiễm độc rất là nặng, nó bị nhiễm độc rất là nặng, thì các bác phải giải độc dùm em Khánh ha. Giải độc các cái thành phần trong cái thời gian vừa rồi, năm ngoái mình bị chặn đọt nó quá là nhiều, ví dụ như MKB, Hexa hoặc là bác lo đúng không ạ? Nhưng mà Tây Nguyên mình thì chắc là rất là ít bác dùng bác lo rồi nhá. Nhớ dùng em Khánh. Thì đối với những cái bác nào mà đang dàn lá đang yếu thì các bác tỉa xưa lại dùng em Khánh nhá. Tỉa xưa lại, ví dụ như các cái cành tăm ở trong này này thì mình tỉa xưa lại bên trong này, mình tỉa xưa ra, tỉa thoáng ra để cho ánh nắng nó vào, dùm em Khánh. Và tiến hành kéo cái cơi hai này phải kéo thật là mạnh để cho cái bộ lá nó ra thật là mạnh vào, để mình có thể là có những cái dàn lá đẹp để tới đây mình vào mình làm bông. Nhưng mà trong cái giai đoạn này là cái giai đoạn mà thời tiết đang chuyển mùa. Thứ nhất là gió rất là nhiều, thứ hai là ánh sáng nó rất là yếu và nó chuyển sang không khí lạnh, làm cho cây nó chậm phát triển và thậm chí là có những cây nó đứng luôn, nó không phát triển được, đúng không các bác? Nên là các bác phải dùm em Khánh là giải pháp nào để giúp các bác kéo cái giai đoạn này nó được tốt. Kể cả những các cái vườn mà các bác đang muốn kéo cơi nữa, mà kể cả kéo cây hai với bộ lá dày như thế này rồi thì các bác vẫn có thể sử dụng cho em Khánh đó là humic carbon. Tại sao lại phải dùng humic carbon ạ? Khi các bác bón các cái NPK dạng đa lượng, trung lượng xuống thì cây nó phải hấp thụ và lên nó trao đổi chất, đó là ánh sáng nó nhiều thì nó mới bắt đầu trao đổi chất và quang hợp tạo ra carbon hydrate. Nhưng cái giải pháp của ông Khánh đó là humic carbon, thì trong cái humic carbon của ông Khánh thì nó có carbon hydrate, có nghĩa là có một cục dinh dưỡng rồi để giúp cho cây nó hấp thụ và nó phát triển và nó chuyển lên để nó nuôi cái đoạn này trong cái điều kiện ánh sáng yếu, được không các bác? Trong điều kiện ánh sáng yếu, nhớ dùng em Khánh. Nếu bác nào mà đang gặp vấn đề về cái việc kéo đọt mà nó không đi được thì nhớ lấy cho em Khánh humic carbon. Humic carbon trong đấy có carbon hydrate, đúng không ạ? Vì cây nó cần quang hợp, nó cần tổng hợp hydro, tổng hợp oxy, đúng không các bác? Tổng hợp carbon nha các bác nha. Đấy thì dùm em Khánh humic carbon thì nó có sẵn, các bác hiểu nôm na đơn giản cho em Khánh rằng đó là nó có một cái cục dinh dưỡng rồi, giờ nó chỉ hút lên và nó tập trung nó đi đọt thôi. Thì trong điều kiện ánh sáng yếu thì cây trồng nó vẫn phát triển được, đọt nó vẫn đi được. Nên là bác nào mà đang sợ chậm này, chậm cơi này, sợ mà không đi kịp này, sợ đọt nhà mình nó không đi được này, thì hãy dùng giải pháp của em Khánh đó là humic carbon. Bên cạnh đó thì em Khánh muốn nhắc nhở cho quý bà con nữa là trong giai đoạn này thời gian ánh sáng rất là yếu, thì các bác bổ sung cho em Khánh trung vi lượng. Trung vi lượng thì em Khánh có cái dòng trung vi lượng Thái, nó bổ sung canxi, magie, silic và kẽm để giúp cho cái bộ lá này nó được dày hơn, bộ lá này được quang hợp tốt hơn. Quan trọng là magie nha các bác nha. Canxi thì các bác biết rồi, canxi cây trồng nó hấp thụ để chuyển đổi lên thì rất là lâu nha các bác nha. Thậm chí nếu các bác bón qua gốc thì nó phải mất cả tháng trời thì cây nó mới bắt đầu hấp thụ được. Và giai đoạn này gió rất là nhiều thì các bác bên trên các bác nên bổ sung cho em Khánh đó là canxi bo magie kẽm, đúng không ạ, phun qua lá để cho nó hấp thụ tốt hơn bằng việc bỏ dưới gốc và bằng việc đi trên dùng em Khánh ha. Xin chào và hẹn gặp lại quý bà con, nhớ bổ cho em Khánh quả.